Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 5 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Bộ sách lớp 1 tăng giá gấp 4 lần, đất nước có bao giờ được như thế này không? Bộ sách giáo khoa, sách tham khảo và đồ dùng học tập lớp 1 được trường tiểu học An Phong, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu với phụ huynh khi nhập học với giá tổng cộng 807.000. Giá tiền bộ sách giáo khoa 800.000 đồng này không chỉ riêng trường An Phong là cá biệt mà đặc biệt có rất nhiều trường khác cũng đưa ra mức chi phí như vậy cho khoảng 23 mục sách các loại. Đây là hình ảnh thông báo nộp tiền mua sách giáo khoa lớp 1, bên trái là của trường tiểu học An Phong, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh với giá 807.000 đồng, bên phải là của trường tiểu học Kim Lương ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương với giá 800.000 đồng. Trong khi đó, chi phí này vào năm ngoái chỉ dưới 200.000 đồng mà thôi. Không hiểu mấy ông cải cách kiểu gì mà mới năm trước trẻ vào lớp 1 chỉ tốn khoảng 200.000 đồng tiền mua sách giáo khoa, năm nay có trường thẳng tay giã đến 800.000 đồng tiền sách các loại, gấp 4 lần năm trước. Nhà báo Hà Phan đã dẫn tin với hai bức ảnh chụp báo giá tiền bộ sách giáo khoa 800.000 đồng, giá tương tự như nhau ở hai đầu đất nước. Và ông nói tiếp, đến ma túy hay vàng cũng không nhảy nhanh bằng anh Nhã. Dân khổ vì viêm phổi Vũ Hán chưa đủ hay sao, lại tìm cách vắt thêm bằng cách này. Mà cho con em đi học đâu chỉ có sách, nào vở, bút, cặp, đồng phục, rồi các khoản tự nguyện. Đúng là mùa thu, thu đủ cách, thu đủ kiểu. Không có khoản thu nào bớt đi mà chỉ phình từ khoản thu này nở sang khoản thu khác. Hết khổ lại đến cực với tiền trường, tiền sách. Các ông cải cách quá tải. Nhà báo Hà Phan đã than phiền như vậy. Có người nói, ôi tôi đi chết đây, 800.000 một bộ sách lớp 1, nhà có 2-3 con chắc cho nghỉ học luôn. Không hiểu nông thôn lấy đâu ra tiền để mua sách. Mỗi năm một bộ sách lớp 1 chỉ trên dưới 100.000 đồng. Lớp 12 con mình cũng mới mua hơn 200.000 đồng. Một phụ huynh đã bình luận như vậy. Và một số phụ huynh có con học lớp 1 ở trường An Phong cho biết, khi làm thủ tục nhập học, nhận được thông báo số tiền mua sách và dụng cụ học tập là 807.000 đồng. Họ bất ngờ vì giá sách quá cao, trong đó gồm có 10 cuốn tập trắng, trong khi quy định học sinh lớp 1 chỉ cần 3 cuốn. Một số khách sách được cho là tham khảo cũng nằm trong sách thông báo. E ngại không mua đủ theo danh sách để ra nếu mua nhà sách, nhiều phụ huynh phải đăng ký tại trường. Với những người lao động thu nhập thấp, đây là khoản tiền không nhỏ đầu năm, một phụ huynh cho biết. Nhìn bảng kê khai giá sách mà phụ huynh cung cấp, ngoài sách giáo khoa còn kèm thêm nhiều sách tham khảo, sách tự chọn khác, trong đó có sách tiếng Anh có giá lên tới 146.000 đồng. Bộ sách thực hành toán tiếng Việt cánh diều có giá lên tới 173.400 đồng. Đây là hình ảnh năm học 2020-2021 là năm đầu tiên áp dụng sách giáo khoa lớp 1 chương trình mới. Những bộ sách giáo khoa đã được phê duyệt cho thấy càng nhiều khâu thẩm định lựa chọn ở cấp độ địa phương thì giá sách cũng sẽ cao hơn chứ không có chuyện giảm đi. Phụ huynh khó khăn sẽ càng thêm gánh nặng. Giáo sư tiến sĩ Phạm Tất Đông, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho biết như vậy. Phụ huynh của các trường cũng đã chia sẻ một số diễn đàn và gọi bộ sách lớp 1 mình vừa mua là bộ sách đắt đỏ. Nhưng không ngờ lại nhận được chia sẻ của phụ huynh tại nhiều địa phương khác rằng họ cũng phải bỏ ra số tiền nhiều hơn, lên đến trên 1 triệu đồng để có sách cho con học tập. Và với những gia đình khó khăn, đây quả thực là một gánh nặng đầu năm học mới. Hàng ngàn bình luận cùng với thái độ bức xúc từ ngạc nhiên đến tức giận đến oán thán. Facebook phụ huynh Đoan Trang kể như sau. Bữa mua bộ sách lớp 1 trong trường hỏi 3 lần vì tưởng nghe lần, nghe lộn 857.000 đồng. Còn Facebook Nguyễn Quốc Chính thì nói, fan này anh Tâm ở Tây Ninh phải bắt 4 con hổ mang chúa mới đủ tiền đóng mua sách cho con. Facebook Trần Phúc thì nói rằng, con em vô lớp 1 mà nhìn đống sách em tưởng nó đang làm luận văn tốt nghiệp đại học. Facebook Phạm Đình Long thì nói, một cái cặp Similit 350.000 đồng thì nâng giá lên tới 3,5 triệu đồng. Một thiết bị y tế 7 tỷ đồng thì nâng lên 40 tỷ đồng. Vậy thì một bộ sách giáo khoa lớp 1 giá 800.000 đồng có gì lạ đâu nhỉ? Còn Facebook Diệp Hồ Nguyễn thì nói, tưởng cải cách rút ngắn cho tụi nhỏ, ai dè nó đẻ ra nhiều hơn, cái não bọn trẻ mà làm như cái máy vậy. Phụ huynh khác nói thêm, chán đội ngũ trí thức làm công tác giáo dục Việt Nam quá, làm nước nghèo mà không tiết kiệm cho dân, học xong sách cũ vứt bỏ hết. Đức vốn là quốc gia giàu có mà vẫn giữ sách lại để học. Học sinh không giữ gìn cẩn thận phải đền, họ đã giáo dục con người phải trân quý sách ngay từ nhỏ. Cái đơn giản vậy mà trí thức ta cũng không thèm học. Rất bức xúc, bà Hồ Thị Hải Âu tiếp tục bình luận như sau.
Bộ Giáo dục là bộ ăn bẩn và tàn nhẫn nhất. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Giáo dục Việt Nam, ông Phùng Xuân Nhạ. Còn một người tên là Hồ thì nói, nhìn bộ sách này là tôi biết rồi, trẻ giờ đi học, không cần đem vở nữa, tất cả đã được in sẵn và bán với giá trên trời, siêu lợi nhuận. Bà Nguyễn Đặng thì nói rằng, đỉnh cao trí tuệ của việc hút máu xương của người dân Việt Nam là đây. Còn anh Đặng thì nói tiếp, bắt mua chọn bộ sách mà chỉ cần sử dụng có chừng nửa số đó thôi chị ạ. Cũng có ý kiến cho rằng càng nhiều sách càng có hoa hồng cao, chắc sang năm lên 40 quyển, sách quá. Không chỉ dừng lại ở đó, cũng có bình luận nói rằng càng lấy nhiều sách thì họ càng nhiều tiền đút túi. Chứ học sinh lớp 1 đầu óc của trẻ còn non nớt, sao có thể nhồi nhét nhiều sách thế được? Đây là hình ảnh, theo đúng quy định của Bộ Giáo dục, bộ sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục mới chỉ có 8 cuốn bắt buộc và một môn tự chọn bao gồm toán, tiếng Việt, đạo đức, tự nhiên, xã hội, giáo dục thể chất, hoạt động trải nghiệm, âm nhạc, mỹ thuật và sách tiếng Anh tự chọn. Thông tin từ các đơn vị phát hành, hiện các đơn vị thường chiết khấu phần trăm hoa hồng cho nhà trường khi phát hành sách. Đơn giá trên mỗi bộ sách càng cao, tương đương với số tiền hoa hồng nhận được càng lớn. Vì vậy, các trường cũng nhiệt tình trong việc giúp đơn vị phát hành sách bán đến phụ huynh. Mặt khác, mảng sách tham khảo, đồ dùng học tập hiện nay có hàng chục nhà xuất bản, đơn vị khác nhau cũng làm và họ cũng tìm cách đưa vào trường học. Mỗi đơn vị chỉ cần đưa vào một số cuốn, một số đồ dùng thì số tiền phụ huynh phải bỏ ra để mua sắm sách vở cho con cũng đội lên rất lớn. Và chưa kể các khoản thu đầu năm học mới, riêng tiền sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho con, phụ huynh cũng đã phải bỏ ra một số tiền rất lớn. Trong khi không phải gia đình nào cũng có điều kiện và sẵn sàng chi, phần lớn họ bị rơi vào thế, không có nhiều lựa chọn do sự mập mờ trong việc phát hành và thông tin đến phụ huynh của các trường và đơn vị phát hành. Và bình luận chuyện sách giáo khoa, nhà bình luận Phạm Minh Vũ viết trên trang Facebook của mình như sau. Mấy nay chuyện sách vở học nghe có vẻ ồn ào. Ồn ào là vì dư luận đang bức xúc sách giáo khoa lớp 1 mà một bộ đội lên tới 807.000 đồng. Dân có điều kiện thì không nói, dân Việt Nam đa số là có mức thu nhập thấp, dịch bệnh đang rất khó khăn, con đông, ông Nhạ lại tung ra bộ sách mới, giá bán đắt cắt cổ thì thật là khổ cho dân tôi. Ở các nước phương Tây, nơi mà con cái cán bộ đi học, họ không giáo dục lớp 1 một cách tàn nhẫn như vậy. Trẻ con học lớp 1 ở Mỹ và châu Âu, Úc, Canada, thậm chí Nhật Bản thì chơi mới là chính. Bên cạnh đó là những nhà làm giáo dục trang bị 7 kỹ năng cần thiết cho các con. Đây là hình ảnh trả lời báo Dân Chí, ông Thái Văn Tài, vụ trưởng vụ giáo dục tiểu học nói Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa nhận được thông tin nào liên quan đến việc các trường ép học sinh mua sách giáo khoa, sách tham khảo để được chiết khấu phần trăm. Nếu có, chắc chắn Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xử lý nghiêm. Nhà bình luận Nguyễn Vinh Vũ cho biết thêm như sau. Về sự chia sẻ với nhau mọi thứ, ví dụ như chia sẻ đồ chơi. Thứ hai là học cách hợp tác với nhau. Thứ ba là phải học lắng nghe lẫn nhau. Thứ tư là học về cách tuân theo những hướng dẫn, ví dụ như đèn giao thông, cách thoát hiểm khi động đất, cháy nhà, học thuộc số điện thoại của người thân, v.v. Và thứ năm là học tôn trọng sự riêng tư của nhau. Và thứ sáu là học về sự thẳng thắn, học cách nhìn thẳng vào mắt người đối diện một cách thích hợp mà không nhìn chừng chừng vào người ta. Khi nói chuyện với nhau thì chỉ nên nói 30% thời gian, còn 70% thời gian là thời gian để lắng nghe. Thứ bảy là cách xử lý, ví dụ là nhường ghế cho người tàn tật chẳng hạn. Và trong cách xử lý còn phải biết nói làm ơn, xin lỗi, nhìn thẳng vào mắt người nghe, mỉm cười, v.v. Đó là cách giáo dục ở những quốc gia văn minh, nơi mà các lãnh đạo Việt Nam miệng thì chửi ra giả, nhưng tay thì gửi con vào hồ sơ đi du học, định cư cho người thân qua đó. Còn ở Việt Nam, học lớp 1 thôi, mà học tận tới 22 đầu sách, nhét vào đầu những tư tưởng dối trá mà chính những nhà làm giáo dục của Việt Nam cũng thấy ghê tởm. Man dợ hơn nữa là bắt học sinh viết lên sách giáo khoa để không thể tái sử dụng. Tôi dám tin chắc chắn rằng con quan chức sẽ không gửi vào trường công để nhồi ba cái thứ này vào đầu để phá hỏng tuổi thơ của chúng, mà sẽ gửi vào trường quốc tế. Vậy vì sao chúng không muốn con của mình bị phá hỏng tuổi thơ mà lại bắt con của dân phải chịu như thế? Có hai lý do được đưa ra. Lý do thứ nhất là theo chủ trương nhồi sọ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là ngu dân thì dễ trị. Lý do thứ hai, cái này quan trọng nhất. Theo tính toán, cả nước có khoảng 2 triệu học sinh lớp 1. Năm ngoái bán một bộ sách là 175.000 đồng, năm nay bán 807.000 đồng. Và như trước đây, lớp sau vẫn sử dụng sách vở của anh chị đi trước được. Nay đi viết vào trong thì bắt mỗi đứa phải có một bộ. Tính ra, hàng năm lợi ích nhóm trong Bộ Giáo dục vớt vét được 1.200 tỷ đồng. Kinh doanh con chữ kiểu như vậy thì buôn ma túy có trả cũng thua. Ông Phạm Minh Vũ đã nêu ra nhận định như vậy.
Đây là hình ảnh bảng quy định học phí áp dụng cho tiểu học là 0 đồng theo luật giáo dục mới áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Tuy nhiên thực tế, nếu học sinh học chương trình tiếng Anh tích hợp, mỗi học sinh công lập ở thành phố Hồ Chí Minh phải đóng từ 2,3 triệu cho đến hơn 4 triệu đồng một tháng, bao gồm học phí chính quy, theo báo Vietnamnet chia sẻ. Còn trên trang Facebook có 325.000 người theo dõi, doanh nhân Lê Hoài Anh bình luận như sau: người lớn một năm đọc được bao nhiêu cuốn sách, trẻ 6 tuổi bị nhồi sọ tới 22 quyển sách một năm. Thật không thể tin nổi một em bé 6 tuổi học lớp 1 thôi mà cần tới 22 đầu sách để làm gì nhỉ? Phải chăng Bộ Giáo dục định cứ thêm sách là thêm tiền à? Thêm sách là thêm chữ nhồi nhét học sinh, không cần biết các em học được gì trong những cuốn sách ấy hay sao? Và các vị cứ ra sách như đánh đố phụ huynh học sinh, các vị đề ra cải cách chỉ là để bọn in sách bán càng nhiều càng tốt. Các vị bắt học sinh viết hết vào sách để sang năm bán sách mới cho nữa, thật phí phạm kinh khủng. Mở sách ra xem cải cách gì mà toàn vẽ ra những câu hỏi cao siêu đến người lớn còn phải nghĩ lâu mới giải nổi. Bắt các cháu đọc học hết đống sách này sẽ tạo ra cả một thế hệ cận thị hết vì nội dung sách in chi chít, mờ và rắm rối. Nguyên khí, nhân tài, mầm non đất nước mình chúng khổ quá. Thực phẩm bẩn, bụi mịn bẩn, không khí bẩn, nguồn nước bẩn, nền giáo dục bẩn và mọi thứ đều bẩn. Không hiểu con cháu chúng ta sẽ sống sót trong tương lai ra sao nữa. Tôi mà nghĩ cám cảnh và phẫn uất quá. Bà nói tiếp, tôi phản đối ngành giáo dục Việt Nam nhồi sọ trẻ em bằng những sách giáo khoa, kiến thức không cần thiết, quá sớm như vậy. Đừng đánh cắp tuổi thơ của con cháu chúng tôi như thế. Doanh nhân Lê Hoài Anh đã chia sẻ và lên tiếng như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 5 tháng 9 năm 2020 với bản tin Bộ sách lớp 1 tăng giá gấp 4 lần, đất nước có bao giờ được thế này không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de